Hello, Rì đây. Hôm nay Rì sẽ quay một video test and try một em phấn lạnh đến từ nhà Trendy. Ui chà, Rì đang cắt cái bào. Nếu bạn nào có theo dõi video của Rì cách đây khoảng 2 tuần thì có thể là sẽ biết đến thương hiệu Trendy rồi. Đợt trước thì Rì chia sẻ với mọi người về em phấn lạnh của Trendy Essence Cover Pack Diamond, và Ray đã khen rất nhiều về em đó rồi. Mọi người có thể click link ở đâu đó trên này để hiểu được tại sao mà Ray lại thích em đó đến mức mà nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong video của Ray. Còn vừa rồi thì Ray cũng được gửi tặng và sử dụng thử một em nữa, cũng là anh em của em kia. Dòng này là dòng Trendy Essence Cover Pack VX hay là 50 số là mã, Ray không biết nữa. Nhưng theo thông tin được cung cấp á, thì điểm nổi bật giúp em này chinh phục trái tim của những người tiêu dùng như Ray đó là khả năng bám trên da siêu đỉnh, kể cả khi đi biển hay đi bơi hay gặp mưa thì cũng không thể làm khó được em này. Nghe có vẻ hơi, vì theo thông tin cung cấp là trong em này có chứa đến tới 65% tinh chất dưỡng da mà còn có khả năng bám tốt đến như vậy thì nghe hơi khó tin ấy, đúng không? Ok, thì bây giờ Ray sẽ test thử cái em này lên trên da của Ray một cách thật thà chân chất nhất có thể. Trước khi bắt đầu mỗi cái em này thì cho Ray nói một xíu là những sản phẩm nào mà Ray được nhận sponsor từ nhãn hàng thì Ray đều để dưới phần description box, và sản phẩm này Ray cũng nhận được sponsor từ nhãn hàng. Nhưng mà nhãn hàng gửi sản phẩm cho Ray để cho Ray có cơ hội trải nghiệm và làm video để review cho mọi người. Nhưng mà Ray hoàn toàn được nói theo cảm nhận thực sự của Ray, chứ Ray không phải nói theo ý của nhà hàng ấy. Tức là có tốt thì mình khen, còn có xấu thì mình chê nha. Tuy nhiên thì do là Ray không phải bỏ một số tiền ra để mua em ấy về, nên là đôi lúc trong lúc Ray review thì Ray sẽ có một tí xíu hơi thiếu khách quan. Thì Ray xin lỗi mọi người. Nhưng mọi người yên tâm là Ray rất là cố gắng vừa quay vừa giữ cái đầu lạnh để có thể review khách quan nhất cho mọi người. Bây giờ thì mình vô em nhân vật chính của ngày hôm nay thôi. Trendy thì chỉ mới vừa ra mắt ở thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 3 năm ngoái thôi, nên còn khá là mới mẻ. Tuy nhiên theo thống kê ở Hàn thì em này lại rất là được lòng của người Hàn ấy mọi người. Trung bình thì khoảng 2 giây sẽ bán được một sản phẩm. Chị em chúng ta ai cũng ưa cái đẹp nên phần thiết kế sẽ cực kỳ quan trọng. Với phần vỏ ngoài được tráng gương, in nổi tên của thương hiệu, nhìn trông khá là lạ mắt. Cũng giống như em phấn nén lần trước Ray dùng thì phần lõi của em này được để riêng và hơi trừ điểm một xíu là không có ở review để tiện thay thế. Và điểm chung của phấn lạnh nhà Trendy là phần phấn tươi bên trong sẽ được làm loang màu theo nghệ thuật latte art. Em này được làm bằng từ những nguyên liệu tươi mát như bột ngọc trai, nha đam, quả việt quất, đồng thời không chứa chì, làm kết cấu nhẹ, lành tính, giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng, hồng hào, khỏe mạnh. Ray dùng bông mút lấy sản phẩm và thấy ba màu tượng trưng cho kem chống nắng, dưỡng ẩm và kem nền tan vào nhau. Chất kem mềm nên apply vào da rất dễ. Sản phẩm này cũng có hai tông cho các nàng lựa chọn là tông 21 và 23. Ray đang sử dụng tông 21 và thấy rất tệt vào da của mình. Ray thấy em này có độ che phủ tốt, rất phù hợp với những bạn có da nhiều khuyết điểm. Lớp nền mang lại sẽ khá là lì, nhưng vẫn có độ glow nhẹ tạo cảm giác tự nhiên. Các bạn da dầu thì sẽ khá là thích sản phẩm này, còn với những bạn da thường đến da khô như Ray thì cần dưỡng ẩm kỹ trước khi sử dụng em này nhé. Ray đã đánh xong nửa mặt phải của mình và thấy độ che phủ của em này thì có thể che được hoàn toàn các nốt mẩn đỏ và mạch máu, và che được khoảng 70% quần thâm mắt của Ray. Đây là da của Ray sau khi nó xong mắt nè, khá là đẹp đấy chứ. À, trước khi tắt máy Ray sẽ test cho mọi người cái độ quay ra của sản phẩm khi mà mặc vào nhé. Ray thấy là em này cũng khó dây một chút ra màn hình điện thoại đấy, nhưng để khoảng 30 phút sau thì lớp nền sẽ set lại hoàn toàn, không bị dây ra ngoài và cũng không bị bám bụi.
Bây giờ là 10 giờ 10 phút, Ray sẽ quay lại để cập nhật cho mọi người cái độ long lasting của sản phẩm này sau một vài tiếng. Là 11 giờ 45, trưa. Tụi mình đang đi ăn sáng. Hôm nay tụi mình về trễ quá nên là cập nhật tình hình cho mọi người. Thì Ray thấy là cách này không thích bằng cái phấn lặng lần trước mà Ray sử dụng, tại vì cái phần mũi của Ray nó bị khô, mọi người có thấy không? Đó, đây. Mà kiểu như Ray thấy là ở ngoài em không, Ray không biết là quay trong camera có thấy không, nhưng mà ở ngoài thì cái phần mũi nó bị bong bong da ấy. Rồi cái vùng miệng này thì cũng hơi bị khô khô một xíu, nên là chắc là do da của Ray nó dạo này không khô. Ray nghĩ là cái này sẽ thích hợp với những bạn mà da dầu nhiều hơn. Đấy. Còn hai bên má thì ổn, chán cũng ổn, chỉ bị phần mũi với lại phần xung quanh miệng thôi. Ăn đi. Tụi mình đang đi ăn bò đây. Bây giờ là 5 giờ chiều, tức là mình để cái lớp make up này ở trên da mình khoảng được 7 tiếng. Thì đây, mình thấy bây giờ thì nó sẽ đẹp hơn hồi nãy. Nó không có bị xuống tông so với cổ của mình, và nó ra một xíu dầu, nên là nhìn cái lớp này mình nó mịn hơn, cái hạt phấn nó mịn vào da hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Mình nghĩ là cái sản phẩm này chỉ phù hợp với những bạn mà da dầu thôi thì sẽ rất là thích sản phẩm này. Còn da mình là da thường ý, hơi khô một xíu nữa, nên là sử dụng sản phẩm này thì mình thấy là nó hơi bị lộ hạt phấn một chút ở phần mũi. Nhưng mà bây giờ thì để được 7 tiếng thì mình thấy là nó tệp hơn một chút và nhìn nó cũng đẹp hơn. Đấy, chắc là bây giờ mình sẽ cũng tẩy trang luôn, vì hồi nữa thì cũng không có đâu hết, nên là chắc là sẽ tắt máy ở đây luôn. Bye bye mọi người.